Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em rút tiền cái tầm tóc càng OMR này về ví nha các bạn. Hôm trước mình có cái video hướng dẫn tất cả các bạn nhận 8,2 tóc càng T OMR nữa các bạn. Để rút được tóc càng các bạn đến phần link mô tả của video này các bạn mở lên nè. Và mở bot ra các bạn. Để check số càng ta kiếm được. Rồi điều kiện của nó là các bạn rồi các bạn điền địa chỉ email mình vào các bạn. Rồi bạn gửi lên cho bot nha bạn. Rồi các bạn bấm vào một quyết giao các bạn. Rồi các bạn copy cái tiền về tài khoản tối thiểu là phải 6 mời được 6 lượt bạn giới thiệu. Rồi các bạn mở địa chỉ ví chút wallet với nhà xe mưa được hổng các bạn bắt vào. Khoan rồi. Rồi các bạn mở ví em hết nè. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn gọi nó trong bot nè. Rồi bạn dán các bạn. Rồi nó nói là cái này đang xác nhận đang điều bản điều khiển này bạn, sau khi nó kiểm tra hợp lệ thì các bạn nó sẽ gửi về tóc cần gì cho tất cả các bạn nha các bạn. Giờ mình cập nhật lại các bạn. Nào chọn tóc cần có RBC của sàn Golden Chain đang có sự kiện ăn mừng Chain các bạn. Thì tóc cần này nó sẽ tặng cho mỗi bạn là 100 tóc cần RBC này là một cái tóc cần của sàn mình cập nhật lên hả, mình có nói lộn nha các bạn. Hiện tại tóc cần này các bạn chưa có thể chơi được nha các bạn. Cái này là cái coi sàn của cái sàn Golden Chain thôi. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2021 nó sẽ cho tất cả các bạn rút cái đồng CBR này về tài khoản hoặc là có thể là hoặc cho tất cả các bạn chơi vào trên đây các bạn. Vì đăng ký miễn phí coi sàn nên các bạn đăng ký để nhận một cái nhận cho mình 100 cái đó token GBC đi các bạn. Còn KYC thì mình sẽ hướng dẫn các bạn KYC sau các bạn. Bạn nào muốn KYC thì chắc ăn hơn thì các bạn nhấp vào một hồ sơ được các bạn. Kèo này rất là ngon các bạn. Đây là một coi sàn các bạn cố gắng kiếm thiệt là nhiều chia sẻ bạn bè. Thì các bạn sàn chơi này không chắc mình chắc ăn 100% là cái token này có thể các bạn có thể rút tiền hoặc có thể chơi được các bạn. Một cái sàn chơi này nó ra mắt coi sàn của nó thôi các bạn ơi, nó đang trong chương trình khuyến mãi cho người dùng trên Golden Chain nè. Mình có để một cái video hướng dẫn vào một cái nhóm group cho tất cả các bạn đó. Các bạn vô mã 2FA Google thi nha các bạn. Google thi và để bảo mật tài khoản và các bạn có thể KYC. Cái này KYC thì ép buộc các bạn muốn rút tiền phải KYC, nhưng mà mình sẽ cập nhật cơ về KYC sau các bạn. Các bạn bấm nhận chút. Các bạn chỉ việc tải lên một cái ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước, giấy chứng minh nhân dân mặt sau các bạn. Phụ thuộc tiền mình hướng dẫn các bạn KYC sau các bạn. Vậy video mình kết thúc các bạn. Vậy xin chào và hẹn các bạn vào